Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, nhất là các đơn vị huấn luyện đặc thù như bộ đội hóa học, có nhiều khoa mục huấn luyện ngoài trời và mang mặc khí tài đặc trùng. Vận động khí tài chạy 3.000m là nội dung huấn luyện mà Tiểu đoàn Phòng cháy, Chữa cháy, Phòng hóa, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thường xuyên triển khai. Dù đã điều chỉnh khung giờ phù hợp hơn để đảm bảo sức khỏe bộ đội trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng việc mang mặc khí tài phòng da, phòng hô hấp khi di chuyển vẫn luôn là thử thách đối với các chiến sĩ, bởi lúc đó nhiệt độ cơ thể sẽ chênh với nhiệt độ môi trường từ 6 đến 10 độ C và ngày càng tăng theo cường độ vận động. Việc dội nước hoặc lau nước mát lên bộ khí tài giữa các bài huấn luyện như thế này là cách giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể, giúp cán bộ chiến sĩ có thể duy trì thời gian mang mặc khí tài đặc trùng để thực hiện nhiệm vụ được lâu hơn. Khi mặc bộ khí tài phòng da này, cơ thể chúng ta sẽ bị cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài, nên lượng nhiệt tỏa ra sẽ không thể thoát ra được môi trường bên ngoài. Cộng với hành động, khi vận động thì lượng nhiệt sẽ phát ra rất lớn, khiến cơ thể nhanh chóng trở nên nóng hơn. Và khi dội nước lên bộ khí tài sẽ làm giảm nhiệt độ từ bên ngoài, khiến chúng tôi có thể hoạt động lâu hơn trong khí tài, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung: tổ chức luyện tập các trang bị khí tài, vượt qua các vật cản, trinh sát xác định loại, nồng độ, chất độc. Không chỉ đối mặt với thử thách về nhiệt độ, khi mang mặc khí tài, việc hô hấp của bộ đội hóa học cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc tuân thủ những quy tắc điều hòa hơi thở, thì điều quan trọng hơn là mỗi cán bộ chiến sĩ phòng hóa phải thường xuyên rèn luyện, duy trì sức khỏe và thể lực tốt nhất trong quá trình huấn luyện. Thở theo đều bước chân hoặc hai nhịp hít một nhịp thở. Ngoài ra những cái đấy thì còn rèn luyện thể lực, chú trọng vào các buổi chiều chạy đeo mặt nạ chạy 3.000m hoặc đeo mặt nạ đá bóng, rèn luyện xà tạ điện, thường rèn luyện đều có mặt nạ khí tài để đảm bảo tốt được nhiệm vụ. Những ngày nắng nóng, việc bổ sung nước trong quá trình huấn luyện rất cần thiết. Những bình nước thao trường cũng được cán bộ hậu cần quân y của đơn vị chuẩn bị chu đáo hơn. Ngoài nước đun sôi để nguội, giờ đây có thêm nước vối, nhân trần, nước điện giải hay chanh muối như thế này để cán bộ chiến sĩ giải khát sau những giờ huấn luyện nắng nóng. Đội ngũ cán bộ quân y luôn theo sát bộ đội khi huấn luyện, sẵn sàng lều bạt quân y, thuốc men, các trang bị phương tiện sơ cấp cứu trong trường hợp có bộ đội bị say nắng, say nóng trên thao trường. Khi điều kiện thời tiết mà có những cái thay đổi theo nghiên cứu thông tin ấy, có những thay đổi thì tổ chức cho quân y bám sát bộ đội này trong huấn luyện này, tổ chức bồi dưỡng về các cái biện pháp phòng chống say nắng cho bộ đội. Đấy. Tổ chức thực hành sơ cấp cứu cho bộ đội khi có cái hiện tượng là say nóng, nhưng yêu cầu huấn luyện thì không có gì thay đổi. Càng nắng nóng, khó khăn càng gấp bội. Nhưng với sự chủ động chống say nắng, say nóng của cấp ủy chỉ huy các cấp, cùng nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ chiến sĩ, các đơn vị hóa học đã và đang thực hiện tốt khẩu hiệu vượt nắng thắng mưa, bảo đảm quân số khỏe cao nhất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.